Gần đây tín hiệu vui đã đến với những người đang kiên trì với con cá sấu. Sau sầu riêng, dừa tươi thì cá sấu nuôi là mặt hàng tiếp theo của Việt Nam được ký kết nghị định thư xuất khẩu sang thị trường tỷ dân. Việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho cá sấu sẽ tạo ra cơ hội lớn cho ngành hàng này ở Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có tiềm năng và lợi thế rất lớn trong nuôi cá sấu. Vừa qua, việc xuất khẩu cá sấu gặp khó khăn nên nhiều địa phương, cơ sở nuôi đã phải giảm quy mô sản xuất. Tuy nhiên, cá sấu được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ giúp mặt hàng này có thể tiêu thụ thuận lợi. Tôi thấy được cái điểm tích cực trong cái nghị định thư, thì nó đưa ra những quy chuẩn tương đối là chặt chẽ, nhưng các quy chuẩn đó thì đối với các hộ nuôi của đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung thì sẽ hướng tới để đáp ứng được các cái tiêu chí này. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để xuất khẩu được cá sấu sang thị trường Trung Quốc thuận lợi, các cơ sở, doanh nghiệp được phép ghe nuôi phải xây dựng được vùng nuôi và chăm sóc cá sấu, cũng như phải đáp ứng được các điều kiện nêu ra trong nghị định thư. Ngoài các quy định về kiểm dịch động vật, thì cá sấu còn được kiểm soát bởi cơ quan quản lý CITES, Công ước về thương mại quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp. Cái quan trọng đầu tiên đấy là chúng ta đã có cái nghị định thư giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cái thứ hai là chúng ta đã thống nhất được cái mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch. Và cái thứ ba đấy, chúng ta đã được cái cơ quan CITES Việt Nam cấp cái mã số cho các cái cơ sở xuất khẩu cá sấu. Tuy nhiên thì chúng ta còn cái khó khăn nhất hiện nay đấy là chúng ta phải giám sát, chứng minh cá sấu là không có ba cái bệnh. Một cái bệnh sốt do virus Tây Sông Lin, thứ hai là bệnh herpes virus, cái thứ ba là bệnh do vi khuẩn Salmonella. Cá sấu của Việt Nam chúng ta là một cái đối tượng rất quan trọng mà nhiều năm qua chúng ta chưa tháo gỡ được. Thế thì khi mà triển khai được những nghị định này thì bổ sung cho cái sản lượng và cái giá trị xuất khẩu sẽ được tăng lên. Đặc biệt là sau cơn bão số 3, thêm được cá sấu, thêm được sầu riêng đông lạnh, thêm được dừa thì chúng ta sẽ góp phần vào đảm bảo được cái mục tiêu xuất khẩu năm 2024. Hiện quy trình nuôi từ chăm sóc đến ấp nở cá sấu, Việt Nam đã làm chủ. Thời gian tới, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp và người sản xuất chuẩn bị tốt nhất cho việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Cơ hội này đang mang đến hy vọng tươi sáng cho ngành hàng cá sấu Việt Nam.